Chào các bạn, có hai dãy chữ số trên lá bài Yu-Gi-Oh mà có thể là bạn đã biết rồi. Hai dãy số đó là Basket và Card Number. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải thích cho các bạn chưa biết về Basket, Card Number mình sẽ nói ở video sau. Dãy chữ số đầu tiên nằm trên lá bài được gọi là Basket. Bạn sẽ thấy nó ở góc dưới bên trái của lá bài với 8 chữ số. Đây chính là di chỉ khảo cổ còn sót lại từ thời tiền sử của các game nói chung hay là bài Yu-Gi-Oh nói riêng. Tuy nhiên khi chơi đấu bài trong thực tế ở ngoài đời thì nó hoàn toàn là vô dụng. Nó chỉ thực sự hiệu quả trong trò chơi điện tử mà thôi. Ý định ban đầu của nhà phát hành game là để cho người chơi vừa mua lá bài vật lý ở ngoài đời vừa có lá bài tương tự ở trong game. Chỉ cần mua bài rồi nhập cái mã barcode này vào game là được. Tuy nhiên, điều này có vẻ là bất khả thi đối với thể loại trading card game vì người chơi có thể chia sẻ mã lá bài cho nhau một cách dễ dàng. Không cần phải mua lá bài vật lý làm gì phải không các bạn? Muốn làm được điều này thì dãy số Basket chắc chắn không thể gói gọn trong 8 ký tự được. Vậy là kế hoạch này của Konami có vẻ là đã phá sản. Hiện tại chắc chỉ có Pokemon trading card game là làm được. Nhưng thay vì có lá bài tương tự ở trong game thì các bạn sẽ có bắt. Khi mà các bạn vào game sẽ thấy cái bắt này và bạn sẽ được khui thêm một lần nữa. Với Yu-Gi-Oh, Basket không phải là vô dụng hoàn toàn. Trong một số ít trường hợp, người chơi ở Việt Nam chúng ta sẽ cần dùng tới nó. Đầu tiên, một lá bài sẽ có duy nhất một mã Basket. Cái này thì các bạn hình dung như sau. Ở đây mình có 3 lá bài Dark Magician với 3 tư thế đứng khác nhau, nhưng Basket thì hoàn toàn giống nhau. Đó là 4, 6, 9, 8, 6, 4, 1, 4. Điều này có nghĩa là 3 lá này đều là một Dark Magician, chứ không phải là 3 con hình khác nhau thì 3 lá khác nhau nha các bạn. Trong bài Yu-Gi-Oh sẽ có từ riêng được gọi là Alternate Artwork để chỉ cho các lá bài dạng này. Tình huống sử dụng thứ hai là quy về ngôn ngữ chuẩn tiếng Anh của lá bài. Trường hợp bạn có một lá bài không phải là ở ngôn ngữ tiếng Anh và bạn không đọc được tên hay là hiệu ứng của lá bài. Ví dụ như là bài tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Bạn chỉ cần gõ cái Basket này vào ô tìm kiếm trên Google. Bác Google sẽ dẫn kết quả đến trang Yu-Gi-Oh Wiki bằng tiếng Anh để bạn có thể tra cứu. Hoặc tương tự, bạn cũng có thể tìm kiếm hay tra cứu lá bài bằng cách sử dụng Basket này trong các ứng dụng chơi game Yu-Gi-Oh. Đối với các bạn mà mình chơi bài giả thì cái Basket này sẽ vô cùng hiệu quả. Nếu các bạn cần tra cứu chính xác effect thì hãy dùng Basket này lên Google nha. Thêm nữa, nếu bạn tra Basket mà không ra hình lá bài hoặc là ra hình lá bài khác với lá bài mà bạn đang có thì có thể kết luận đó là bài giả hoặc là bài do người chơi tự sáng tạo ra. Lá bài của mình không có Basket ở góc dưới, vậy đã có phải là bài giả không? Gate Guardian và Blue Eye Ultimate Dragon là một trong số ít các lá bài thật Yu-Gi-Oh không có mã Basket. Riêng Blue Eye Ultimate Dragon khi phát hành trong một số hộp thì sẽ có cái mã Basket, còn trong một số hộp khác thì lại không có cái mã Basket này. Bên cạnh đó, các lá bài có dòng chữ là This Card Cannot Be You In A Deal như là vị thần phiên bản gốc cũng sẽ không có Basket. Như vậy, nếu một lá bài mà không có Basket thì chưa chắc đó là bài giả, bạn hãy nhận biết nó bằng các dấu hiệu khác nha.